nó là cái đầu tiên nó lạnh hết trơn. Rồi. Thôi từ cá cũng bộ đi gấp dữ. Có cá tùng. Cá bự. Bự tùng á. Cái ta cái gì? Mọi người ơi, có cá không mọi người? Ra tùng dữ lắm mà dướng nãy giờ cả không chết luôn nè. Dòng lên vậy 50 kg á. Dính cũng nhiều lắm. Cái đụng trai kịch kịch chạy hoài nắm luôn rồi. Nó tùng luôn nguyên cái nhánh bằng và bá lửa luôn rồi. Rồi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người ngày mới sức khỏe nha. Qua trời hết cá lấy gì phải trời. Hôm nay tới tùm đi trời mọi người. Đi trời với đi khâm lấu. Đây, nay nó càng quá trời luôn nè mọi người. Queo luôn. Dạ. Trời cũng mất lâu đi. Đã chưa? Ra cứ người ra chữ chữ trời. Nay mình ra mình đi trời với trời có con gì đúng mọi người. Đó, nước nó càng. Quá tài cạn luôn, nơi này nước ngon rồi. Quá. Nước nó cạn nghe chưa, quá tài cạn luôn. Cái lúc mình nằm lên bờ luôn nè, uống trà kìa. Quá tài luôn, biết nay biết sao đây. Rồi, giờ mình đi thôi mọi người. Đi hâm 12 cơ ngục với hâm đúc tức. Đây. Rồi mọi người, 12 cơ ngục dính được con cá tai với hai con tôm nè. Đây nè mọi người. Hả? Cái gì? Đây mọi người. Con cá tai hai con tôm nha. Rồi mình đổ ra thôi, ba con luôn. Rồi ba cũng đổ luôn. Không à, phải hú thì không hú gì nói. Rồi mọi người, cái lô này đừng mở cá bấm hình như là. Ra nhả rồi, đủ ăn chưa? Đây. Được mở cá nè mọi người. Đó. Được mở cá. Xác. Bóng tép. Cầm tông tôm từ cái túi lên tới ấy là 4 miếng quá tài luôn, có rất là nhiều loại cá luôn, nên đi kho ăn được một bữa nha mọi người. Đây 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 mọi người đang giá chạy nha, đang giá chạy đó. Đây đủ chưa, chạy chỗ nào nó kia đủ cục túi rồi. Rồi giờ mình xử phát đầu tiên nha. Quá đẹp. Biết có con gì đây. Nó còn càng hổng mà. Rồi lên hàng mọi người. Rồi không có con nào, tiếp tục thôi mọi người. Con tôm này xíu xíu mà càng thấy nó lạnh nè. Hết hồn cái càng rồi đang sửa phát nữa nha. Hay quá. Trời toàn ăn cá, trời mấy con tôm. Dạ. Trời ơi, nó được một con kìa, hai con luôn mọi người ơi. Quá đã, hai con cá mè. Hai con. Cuối cùng cũng có thành quả, phát thứ hai được hai con mọi người. Rồi bỏ nó luôn nha. Để xíu thả nó đi à, cho lớn rồi bắt tiếp. Vậy nè mọi người, đây là chủ tại của mình, tới ngày cứ nắng không à, đi xong rồi sẽ đen. Đây tới luôn quá trời. Rồi mọi người ơi, mình tìm cái tủ này nha. Luôn. Đây, tụi này coi. Đây có con nào không đây?
rồi có anh quả em sẽ quay cho mọi người xem nha. Tầm xong cái mình lội xuống vô đây mình mò cái cá nó chạy ra cái chài mình kéo nó lên dễ ăn lắm mọi người. Tầm cái là lên có dễ lụm luôn hả? Đang mới có tôm nha mọi người. Đó. Đang bung ra mình bung giáp đó mình lội vô đó mình lội nha. Rồi giờ mình xuống nước thôi nha mọi người. Có quả mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Chuối không à? Giờ cần quay không lên tả người ta lo người ta trả. Rồi giờ mình cũng xuống thôi nha. Con quay cho mọi người xem nha. Rồi mọi người ơi, mà xong rồi nha, giờ chuẩn bị kéo lên. Có hai con tôm mà không biết cái dính không nữa. Hai con bự nhỏ, con kè, con bé. Lạnh quá. Có không? Rồi nó đi vắng rồi. Rồi. Con gà vậy. Nó được con cá siêu đó. Gà. Rồi, cũng có luôn. Gà trời. Tiêu. Để với bẻ nó bỏ bún. Rồi mọi người, đang mò tôm nha. Có con nào đây? Có. Rồi mọi người được một con tôm. Đây. Một con nha. Đó, con này dính lú hai con nữa. Rồi. Bỏ ăn tôm nha. Đó. Rồi. Đang mò nữa nha mọi người. Con nào? Đang mò mọi người. Rồi, không có luôn. Rồi, chừng nào có không quay nha. Rồi, một con tôm mọi người, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Một con nữa nha. Rồi, tiếp tục không mọi người. Đang mò tôm nữa nha. Rồi, lên hàng. Wow, một con goofy mọi người ơi. Có hàng khủng rồi. Đây, một con goofy nhé. Quá im. Đó. Lú cái đầu đó luôn. Đó, một con. Đây. Bãi qua bãi quyền thoại 35 kg cá. Rồi, giờ mình tiếp tục thôi. Rồi, tiếp tục mọi người, có hàng. Hai con cá mè, ba con cá sát. Quá im. Đúng là bãi quyền thoại của mình, quá ngon mọi người. Đó. Hai ba ổ ba cá mè luôn. Rồi, ngon quá chưa? Hết hồng chưa? Kìa cá con ngập kìa. Cá ta ngập. Đó. Đó. Rồi, tiếp vào mọi người. Rồi mọi người, dưới cây rồi, thì phải gỡ thôi. Có cá nha. Đâu cái nó đâu thì xả ra đi. Đến cọp dây ra cho xả ra dạng chút. Mọi người đang lặn gãi nha. Dưới cây tùm lum. Rồi. Thôi tự cá bộ gì gấp dữ. Có cá tùng. Cá bự. Cái gì? Mọi người ơi, có cá không mọi người? Ra tùng dữ lắm mà dướng nãy giờ cả không chết luôn nè. Dòng lên 7-50 kg á. Dính của bộ quá, dính chào cho má luôn, chà gai chát luôn.
nhiều lắm. Ra hết ra. Hả? Mẹ nó ra ngoài nữa, đụng trai kịch kịch chạy ngoài nó ấm luôn rồi. Nó tùm luôn nguyên cái nhánh bằng và bá lửa luôn rồi. Ôi nghĩ nó bẻ đi. Chứ chạy luôn. Đó. 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 Nguyên nhánh bằng luôn. Cái gì đó nè. Ồ, con cái cái phi nữa. Gì hai ba nhánh gì hết. Ừ, nó đi đủ mà sao lặn lỡ nhỏ. Đây. Rồi. Mấy cá bự bự ra từ vậy, còn đang đắm đậu cá bự lắm, hoài ký nguyên một chén trà, trà bá nữa luôn. Rồi dính được 50 con nha mọi người. Mấy cái này nhỏ. Rồi. Rồi mình gỡ cá ra. Này. Cá đụng nó bị tạch luôn. Ừ. Cỡ phụ y rác. Rồi, nhìn cả cá nha mọi người. Rồi mọi người ơi, mình hốt phát nữa mình về nha. Nước lớn rồi. Hôm nay đi chỉ ra chạy có mấy chài mọi người. Ra tẩy nước. Nước này lớn chạy qua nước lớn quá tài. Quá chạy đủ câu chạy luôn. Rồi, mình đi chuẩn bị kéo phát này nữa mình về nha. Đấy. Này chạy có mấy phát. Đây xui. Xui đây làm cái cây kéo được không? Nó có chuẩn chạy không? Để kéo được lúc lúc chuẩn chạy nữa. Rồi. Đi lên hàng nha. Đúng. Rồi coi coi đủ có thiệt nè. Thấy không? Thì kéo ngược lại. Để lặn xà rồi đấy ngược cái ngược. Đúng rồi. Như vậy. Cứ nhắc luôn rồi. Rồi xong. Phát cố cũng bị dướng đó mọi người. Đã tép. Sâu lắm. Đó bật bật luôn. Cái khui đó đó. Bật cái ngược rồi nước nó tắt. Tới đâu? Tới tới đây nè, tới đây nè. Tới tới xuống rồi, đi xuống rồi. Nay trong trời mới mấy phát kiếm trà quá trời mọi người. Con dừng đây. Có vô què đâu, to vô dính cái gì. Dính thôi chứ có gì đâu. Nó to vô nó vướng rồi sao rồi cái lo được. Rồi, không có con nào. Rồi. Giờ mình về nha mọi người. Nước lớn rồi. Rồi mọi người, giờ mình đổ cái lú mình nha. Mà có mấy cái xác nè, giờ mình đổ về mình khô. Rồi, nên chuẩn bị đổ ra nha. Cái con mổ quá. Mình đi bắt cá, không lấy túi. Mọi người. Đó. Mới nha. Đó. Cá lệ kêu bác ăn. Được mớ nè mọi người. Đó. Làm gì á? Cái bóng người ta khô khô với ngon á. Đây mọi người. Được một máy ấy. Lửa hả? Rồi, mở cái lỗ lú nè. Chú Tài khó tắm đi nha. Rồi, thằng này khó tắm lắm nha mọi người. Nè, tôm nè mọi người. Đó, cá lim kìm nè. Cá lim kìm đực, đựng cá heo đâu rồi. Heo nãy trong đó mà.
Không ấy. Nội ơi, cá ta mà hỏi ơi, thả không đi. Thả chị. Bậy, thả nó không chết à. Chết đâu chết. Vậy đấy, vậy nô vừa dục hai nồi. Rồi ông thơ hỏi mày ra chỗ rồi bắt cá cá tê có tươi không kìa? Có. Nhưng mà vậy chưa dính. Có thằng thầy kìa, chỗ bắt cá kìa. Cái gì cũng có. Có tươi luôn hả? Rồi cá tê cho tao máy mua. Nhân lựa cái này mọi người. Ờ, thả luôn đi. Rồi mọi người, thành quả của mình được như đây nha. Đây, 4 năm con tôm gì á. Trời, được có mấy chài à. Đây, 4 con tôm. Nhưng mới cá ta, 2 cái cà phê. Đây. Này, đừng con tép. Nhiều chứ bỏ không coi là nhiều rồi đó. Còn ngày nay trời thì cũng trúng nha mọi người. Trời trời ít lắm. Có mấy chài. Nhưng mới cá bổi nè. Đó. Đây, được coi ăn đừng cử. Ừ, ngồi lì luôn, chị xuống luôn. Đó. Rồi, nước lớn rồi, giờ mình vô thôi. Rồi, giờ mình đẩy vô thôi nha. Nãy đẩy ra, giờ đẩy vô. Nãy đẩy ra chắc giả luôn mọi người, nó cạn quéo queo luôn. Rồi mọi người ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký like chia sẻ giúp em nha. Đây, mình đang vô mọi người. Rồi, bye bye mọi người.